Em tiếp tục quay đĩa CD và đĩa LD, đĩa và đầu giải mã cho các bác đấy. Ngoài ra thì máy massage về rất là nhiều luôn. Những chiếc massage này chỉ có hơn 1 triệu thôi. Các bác mua tặng bố mẹ, ông bà, các cụ hoặc là các anh lái xe các rất là tốt. Cái dòng này nó là massage rất là tốt luôn, bởi vì hàng của Nhật, cái về cái chất lượng thì khỏi phải nói rồi. Giờ giới thiệu CD đã. Báo các bác là CD em sẽ báo số thứ tự lần lượt, tất cả hàng em báo giá trên này là đều bao hoạt động tốt ạ. Cái dưới cùng đó là cái CD của Sony, con này là Sony 611, con dưới cùng ạ, số thứ tự là số 1, giá 1,5 triệu. Con CD Sony 611 giá 1,5 triệu. 611. Tiếp theo con thứ hai đó là con Victor, con mà còn logo digital này đấy, còn đẹp lắm, đẹp lung linh luôn, đẹp như thế này thì đẹp nào nữa bác, đẹp như mới rồi. Con số 2 giá 1,6 triệu, con này là con Victor, các bác nhìn hộ em nhé, nhớ là model đang đọc luôn này, Victor XLZ511, Victor vuông thành sắc cạnh, tất cả đẹp, đẹp lung linh luôn, Victor XLZ511, 10 triệu, giá 1,6 triệu. Con số 3 đó là con Tecam, số 3 giá 1,6 triệu này, con Tecam CD 160, nó là con CD 160, con CD 160 đấy, được chưa, CD 160 số 3 giá 1,6 triệu. Sang đến con số 4 đó là con Marzahn. Các bác nghiên cứu nha, con Marzahn đây ạ. Con Marzahn này là con Marzahn CD 67. Đây, HD. Em quay cho các bác nhìn này. Vàng ươm luôn. Được chưa? Đẹp từng cm, đây là băng dính đấy. Đấy, cậy cái hết luôn này. Băng dính ạ. Chứ không các bác lại vào. Này, băng dính hết này. Đấy. Marzahn quá là đẹp luôn nhá. Số 4 giá 1,6 triệu. Sang con số 5 Panasonic, đẹp như mới, nó luôn là đẹp như mới luôn ạ. Đây, quay thật gần để các bác nhìn Panasonic SLP S70. Con này con số 5 giá 1,8 triệu, chất hay lắm, âm hay lắm. Xuống con số 6 là con phía dưới. Con này là một bên này là CD, một bên này chạy đĩa MD. Và có giải mã luôn, đặc biệt lại có giải mã. Nhanh tay nhé các bác nhé. Con số 6 giá 3,9 triệu. Giải mã luôn, CD, MD giải mã. Nhanh tay không hết ngay. Đấy. Bên này nó hơi bị bạc một chút là do ấn tay nhiều đấy. Có đĩa MD, CD và giải mã luôn. Kia giải mã 3,9 triệu, nhanh tay không hết ngay. Xuống dưới cùng đó là con CD Kenwood. Con này đầu 4 số đấy ạ, 3010 đấy ạ. Con Kenwood DPF 3010. Con này đầu 4 số luôn ạ. Con này cho chất âm rất là hay, rất là hay nhá. Đây ạ. River. Con này là con số thứ tự là số 7, giá 900k. Giá 900k. Và ngoài ra là hai chiếc đầu LD bên này thì lúc nãy em quay chiếc đầu kia xong thì đã có hai bác khách chốt đốt rồi, hai đơn cài sẵn rồi, hai đơn đã cài hết rồi của khách rồi. Còn hai chiếc đầu bên này cũng đã có clip test rồi, đó là chiếc số 3 đây, đĩa CLD ấy, số 3 giá 1,3 triệu, và cái số 4 giá cũng 1,3 triệu. Số 4 này đẹp lắm, hoạt động tốt, nhưng do nó bị mất hai cái núm này này, chứ con này là con núm này á. Bác nào cần chi tiết clip này em gửi cho nhé, cứ nhắn tin cho em, nếu gọi không được nhắn tin em gửi clip cho bạn xem. Cảm ơn các bác.